Dạ, kênh Lê Nguyễn mến chào bà con nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Thanh Ngọc, có một số mặt hàng hoa giấy bông đang rực rỡ chào bán cùng bà con nha. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu ạ. Anh chào Ngọc. Dạ chào anh Liêm, chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay em tiếp tục lên một số hoa giấy ghép nhiều màu. Cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ghép vừa rồi để không mất thời gian. Đầu tiên em lên một cây cành vàng lá ngọc mã số 1. Đợt đỏ, bông đỏ đúng Chiều không bà? cao là 76. Tay ngang là 65. Vành là 14. Mã số 1 này em giao lưu với giá là 320. Đây bông to, sai hoa, rất là đẹp. Mã số 1 rồi. Số 1. Cây khá là đẹp nha bà con, đế đẹp. Hoa to. Mã số 2 là một cây tiểu Ấn Độ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 73. Hoành là 18. Mã số 2 em vô lưu với giá là 350. Cây tiểu Ấn Độ đang rộ hoa, đỏ màu rất đẹp, đậm. Rồi, tiếp theo, mã số 3. Mã số 3 là cây 4 màu. Cành vàng lá ngọc. Tiểu Ấn Độ. Mandarin. Adana 4 màu. 4 màu. Adana, cành vàng lá ngọc, Morogreen. Chiều cao là 61. Tán ngang là 59. Vành là 12. Mã số 3 này em giao lưu với giá là 280. Cây 4 màu nha bà con. Cây 4 màu. Mã số 4 của cây nhiều màu. Có tím lửa, tím tuyết, trắng tuyết, cam Cam lửa, lửa, hai thành màu phúc. tuyết, hai màu lửa, 4 màu. 4 màu. Chiều cao là 60. Tán ngang là 41. Vành là 13. Mã số 4 này em giao lưu với giá là 240. Bốn Cây màu, 4 màu. tím lửa ruby, cam lửa, trắng tuyết, tím tuyết, một rễ một cốt. Rồi, ok, tiếp theo. Mã số 5, một cây nhiều màu. Tím đột biến, lá xanh, Đỏ lửa, đỏ lửa, red bia, Vetiver. 3. 3 màu. Hồng tuyết là 4. Này, này đếm chưa? Cái vàng 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 thái. là chưa? Mahathir là 5. Mahathir. Lon tím đó hả? Là 6. Đây, bo lon tím chỗ này đây. Chiều cao là 70. Cái vàng 7. Tán ngang là 68. Hoành là 24. Mã này em giao lưu với giá là 400. Cái này có thể là 7-8 màu nha cô chú anh chị. Có trắng tiết nữa nè. Trắng 8 tiết, màu. tím tiết, hồng tiết, ba màu tiết. Red bia, rồi lon tím, rồi đỏ lửa. Rồi mahathir, tím đột biến. Cam lửa. Nhiều. 7-8 màu đó. Ủa đâu Rồi, chưa ta? rồi. Đâu rồi, bao giá rồi? Rồi luôn. Cái này 400. 400k, Mã coi số bằng 5. kỳ. Nhiều màu quá quên luôn. Mã số 6. Red Bia. Cây này dễ biết nè, có màu một duy nhất. Đỏ, red Chiều bia. cao là 73. Tất nhiên là 57. Vành là 13. Để sổ dài. Mã số 6 giao lưu với giá là 320. Một màu. Rồi. Tiếp theo, mã số 7. Cẩm thạch nhiều màu. Cẩm thạch nhiều màu nha bà con. Cẩm thạch Black Can. Cẩm thạch Pelican, cam cầu vồng,
cẩm thạch trắng, cẩm thạch đỏ, tập 4, cẩm thạch hồng là 5, cẩm thạch 5 màu. 5 màu, 5 màu. Chiều cao là 71, tán ngang là 53, hoành là 15. Cái mã số 7 em nhau luôn, giá là 370. Cái này 6 màu cẩm thạch luôn, cẩm thạch tím tiết 6 màu phải không? Đây không phải, đây cẩm thạch hồng 5 màu, chắc chắn là 5 màu. 5 màu cẩm thạch, ngũ sắc cẩm thạch. Mã số 8 tiếp theo, cẩm thạch nhiều màu luôn, 5 màu. Cam cầu vòng là 1, black can là 2, Milo là 3, là 3. Đây Milo là 3 đây. Vàng là 4, cẩm thạch vàng là 4. Đây cam cầu vòng, black can, vàng, Milo, nhưng cái cẩm thạch phớt hồng đây là 5. Rồi, là 5 màu. Chiều cao là 67, tán ngang là 51, hoành là 14. Mã số 8 nhau lưu giá là 270. Cẩm thạch phớt hồng lá lớn đó nha bà con, ngũ sắc cẩm thạch vàng phớt hồng, black can, Milo, cam cầu vòng. Rồi tiếp theo, một màu trắng tuyết. Chiều cao là 75, tán ngang là 44, dòng siêu hoa nha bà con, hoành là 12. Mã số 9 em nhau lưu có giá là 230. Ok, một màu trắng tuyết, một rễ luôn. Rồi tiếp theo mã số 10, cây mandarin. Cây này đang bắt đầu cho hoa nha. Chiều cao là 76, tán ngang là 41, hoành là 12. Mã 10 em phải mã 10 không? Mã 10 em giao lưu giá là 260. Mã 10 Morurin. Rồi ok, tiếp theo mã 11. Mã 11 là một màu rết da, cái dòng rất là xiên hoa. Chiều cao là 64, cắt đọt rồi đó ha, tán ngang là 40, hoành là 10. Mã 11 em nhau lưu với giá là 250. Rồi tiếp theo mã 12, 12. Cây nhiều màu luôn, cam lửa, vàng, hồng sen, trắng phớt hồng, đỏ, 4 màu. Tím lửa, 6 màu. 6 màu. Chiều cao là 69, tán ngang là 54, hoành là 11. Mã 12 em giao lưu giá là 250. Mã này 6 màu. Rất là đẹp, một rễ. Rồi, tiếp theo mã 13, cây cành vàng lá ngọc. Chiều cao là 73, tán ngang là 44, hoành là 13. Mã 13 em giao lưu với giá là 260. 260 trong cây cành vàng lá ngọc bông đỏ. Rồi tiếp theo mã 14. Mã 14 này là một cây đẹp nha bà con, rất là nhiều màu, rực rỡ luôn, đỏ. Mã 14 cây vàng thái, đỏ vàng, trắng phớt hồng, 3 màu. 3 màu. Chiều cao là 80, tán ngang là 48, hoành là 14. Mã 14 nhân lưu giá là 280. Đây, đúng
rồi, cam, vàng, đỏ, trắng, phớt hồng, 4 màu. Màu cam với màu vàng dễ dễ lộn, dễ khó khó nhận biết nhau luôn. 4 màu thái. Rồi. 54. Tiếp theo. Màu 4 208, tiếp theo mã 15. Mã 15 cây. Cây này có giá trị nhiều màu nè. Tím, tím đột biến là 1. Trắng tiết là 2. Vàng thái. Vàng thái là 3. Red pizza là 4. Tiểu Ấn Độ là 5. 5 màu. Bên kia có cái gì lửa nữa kìa. Cam lửa là 6. 6. Cây này 6 màu luôn. Còn vậy chứ được 6 màu nhưng mà con về chưa, con cao là 68. Tán ngang là 53. Cây này chưa con tài ha. Hoành là 15. Mã 15 em lưu với giá là 350. Cây 6 màu. 6 màu. Con tàn là nó dày tàn cái nữa là quá đã luôn nha con. Rồi, ok, tiếp theo mã 16. Cây cẩm thạch nhiều màu. Cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím tiết nè. Cẩm thạch cam cầu vồng. 33. 3 màu. Còn 3 màu. Rồi. Tím tiết hồng. Chiều cao là 53. Tán ngang là 32. Hoành là 12. Mã 16 em cho lưu giá là 240. 3 màu. 3 màu. Rồi, tiếp theo mã 17. 17. Một màu. Một màu hồng tiết. Chiều cao là 71. Tán ngang là 52. Hoành là 13. Mã 17 em giao lưu với giá là 260. Cho một cây hồng tiết. Rồi, tiếp theo. Mã 18. Cây nhiều màu luôn. 18 là một cây hai màu vàng thái và cam thái nè. Hồng thái, trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng đây. 3 màu. Rồi đây là hồng tiết. 4 hồng gân, 5 tím bướm là 6. 6 màu luôn. Chiều cao là 77. Tán ngang là 42. Cây một rễ nha bà con. Hoành là 14. Mã 18 em giao lưu với giá là 320. 6 màu. Rồi, ok. Tiếp theo. Mã 19. Cây một màu duy nhất. Mã 19. Cây red pizza. Đỏ red pizza nha bà con. Chiều cao là 88. Tán ngang là 55. Hoành là 23. Mã 19 em giao lưu với giá là 370. 370 cho một cây red pizza. Mã 19. Cây hoành khá là to, cao to. Rồi, tiếp theo mã 20. Cây Sophia. Chiều cao là 70. Tán ngang là 54. Hoành là 15. Mã 20 em giao lưu với giá là 340. Sophia. Cây này quá sắp bông luôn. Mã 21. Trắng tiết, hồng tiết, hồng gân, cam lửa, red pizza, cam thái. Hai màu cam thái. Hai màu cam, cam lửa, cam thái. Hồng tiết, red pizza, trắng tiết, 5 màu, hồng gân. 6 màu.
chiều cao là 78, tán ngang là 61, vành là 16, mã 21 Zalo có giá là 360. 360. Kệ để to. Rồi, tiếp theo. Mã 22. Một màu duy nhất. Một màu hồng thái. Cái này đế đẹp. Chiều cao là 82. Tán ngang là 40. Vành là 16. Mã 22 Zalo giá là 370. Một màu mới của ngũ sắc thái nha bà con. Màu thứ 6 của trong cái bộ ngũ sắc thái. Rồi, tiếp theo. 23, một màu hồng tiết. Chiều cao là 73. Tán ngang là 53. Vành là 15. Mã 23 em Zalo giá là 280. Rồi, tiếp theo. 24. Mã 24 là mã số cuối cùng. Một cây cành diện lá ngọc. Cành diện lá ngọc, đọc đỏ bông đỏ. Chiều cao là 60. Tán ngang là 40. Vành là 16. Mã 22 em, mã 24 em Zalo giá là 230. Mã 24 là mã số cuối cùng. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem cuối clip. Cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi, anh cảm ơn Ngọc nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con. Chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.